Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 2 tuần 35 trang 71. Ôn tập cuối học kỳ 2. Tiết 2. Đầu tiên các em làm bài tập số 1. Gạch dưới các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây. Em vẽ làng xóm, tre xanh lúa xanh. Rồi trong câu này, từ chỉ màu sắc là xanh và xanh. Sông máng lượn quanh một dòng xanh mát. Rồi từ chỉ màu sắc là xanh mát. Trời mây bát ngát, xanh ngắt mùa thu. Từ chỉ màu sắc trong câu này là xanh ngắt. Em quay đầu đỏ, rồi từ chỉ màu sắc là đỏ. Em vẽ nhà ở, ngói mới đỏ tươi. Từ chỉ màu sắc là đỏ tươi. Trường học trên đồi, em tô đỏ thắm. Rồi từ chỉ màu sắc là đỏ thắm. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Đặt hai câu, mỗi câu có một từ em vừa tìm được ở bài tập 1. Câu E, các em có thể đặt câu với từ đỏ thắm. Lá cờ tổ quốc đỏ thắm bay phất phới trong nắng ban mai. Câu B, các em có thể đặt câu với từ xanh ngắt. Nối vào làng em có hai hàng cây xanh ngắt. Tiếp theo em sang vào tập số 3, đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho những câu sau. A. Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay. Thì trước hết là các em phải xác định được đâu là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi khi nào. Thì trong câu này, bộ phận câu trả lời cho câu hỏi khi nào đó là những hôm mưa phùn gió bấc. Như vậy các em thay cụm từ này bằng từ khi nào. Khi nào trời rét cóng tay. Tiếp theo các em sang câu B. Vào những đêm có trăng sao, núi tre làng đẹp như tranh vẽ. Trước hết là các em xác định đâu là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi khi nào trong câu này. Ở đây bộ phận câu trả lời cho câu hỏi khi nào trong câu này đó chính là vào những đêm có trăng sao. Bây giờ các em thay bộ phận câu này bằng từ khi nào. Khi nào núi tre làng đẹp như tranh vẽ. Câu C, chủ nhật tới cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú. Thì trong câu C này bộ phận câu trả lời cho câu hỏi khi nào đó là chủ nhật tới. Và các em thay bằng cụm từ khi nào. Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú. Câu D, chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ. Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi khi nào trong câu này là vào những ngày nghỉ. Và ở đây các em thay bộ phận câu này bằng cụm từ khi nào. Nhưng ở đây các em lưu ý tùy từng nghĩa của văn cảnh. Ở đây không ai hỏi là chúng tôi thường về thăm ông bà khi nào cả. Mà chúng ta phải linh hoạt, chúng ta thay cụm từ chúng tôi bằng các bạn. Các bạn thường về thăm ông bà khi nào? Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.